Trên cái bữa mà chị nói chuyện với em lần đầu tiên á, trên lần đầu tiên á, cái vụ trên cái em để lên trên YouTube á, cái bữa đó cái xong cái chị coi, chị ngày hôm qua kia chị mới mới thấy, vô tình chị lên cho nó chị mới thấy được cái YouTube trên đó của em, chứ là từ nào giờ chị không coi nó, chị không để ý tới. Chị thấy chị đọc mấy cái comment á, có người chửi chị á, chị nói tôi khùng dễ sợ luôn. Xong rồi bữa nào để chị trả lời mà chị chưa trả lời, cho nên hôm nay chị mượn cái của em để chị trả lời, nhưng mà chị viết thôi lỡ rồi, chị nói cho mấy người khùng khùng điên điên đó. À, thứ nhất á, là chị ở bên Tháp lâu rồi, chị một cái trong sống một cái gia đình rất là kêu rất là truyền thống, mà người Pháp là rất là có người mà ăn học. Ngày hôm nay chị ở với người ta được hai mấy gần 30 năm là cũng có một cái lý do, chứ không phải là không có lý do. Mà ai mà nói chị điên, nói chị là kiểu như là con khùng, mới qua Pháp bị đặt nói chuyện tùm lum tùm la không biết gì hết. Nói cái luật của Pháp nha, thứ nhất ai mà muốn học luật Pháp đó, nó cuốn sổ nó bự, nó lớn, nó bự hơn cái cuốn kinh của công chúa nó nha, cho mọi người biết là luật Pháp rất là nhiều ha, chứ không phải là cái luật không phải nước nước nào đâu nha. Thứ hai nữa là muốn ăn học trước khi nói á, cho người ta nói là người ta dốt á, thì phải biết á, là đi 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 học hỏi trước, đi học học hỏi lịch sử của thế giới, chứ đừng nói Việt Nam. Việt Nam mấy mọi người á, mấy ba que á, tôi nói ba que, bây giờ mình biết ba que, chứ mình chửi mấy người ba que không biết cái gì á thì im cái miệng đây đi. Cái có lịch Việt Nam nó có chút téo mà teo mà nó không có bao nhiêu á, chứ mà học chưa xong nữa. Cho nên bây giờ muốn mà muốn nói về chuyện về việc của Việt Nam á, đầu tiên nhất là học cái lịch sử của thế giới đi, rồi học lịch sử mà cái đời mà nói không trước trước đời mà như người ta nói nhiêu thế kỷ 18, 19 này nọ đó, chứ không phải hiện tại nha, trước ông Hồ Chí Minh đã sống đã đẻ đó. Coi lại mấy cái lịch sử đây hả, nói hả chê Việt Nam rồi, cũng có lý do tại sao mà ông Hồ Chí Minh ông muốn là cái Việt Nam mình có một cái tự do. Từ lúc đó học, từ lúc đó là hả biết hả chê người khác, rồi nói những cái người Việt kiều á là người ta mở miệng lên người ta nói, thực tế là nói người ta không dốt không biết gì, nói khùng nói điên. Đã cái một một khi mà người ta đã mở miệng lên á, người ta đã biết là nhiều người Việt Nam ở sống cùng một cái nước của người ta lắm, người ta không nói bậy nói bạ đâu ha. Với lại nói ha, người ta nghèo khổ mắc mới với mấy người, có mấy người đâu có sống chung với người ta không, mà mấy người nói người ta nghèo khổ ở nước ngoài, mà nước nào mà không nghèo, có mình đi làm mình có tiền, không có đi làm đâu có tiền. Còn mấy mà ai mà nhất là cái con nhỏ mà hôm nay lỡ miệng rồi, lỡ lên là chửi luôn nha. Cái con nhỏ Jenny Trần á, mình đã lên đó mình nói chuyện một lần mà nói con khùng á, mà những cái người đó, không mình không trách cái con khùng đó đâu, mình trách những cái người mà nói chuyện với mấy cái người đó là kiểu như là mà coi có nghe mà nói chuyện với con đó không, bao giờ mình nghe được mất 5 phút mà mình ráng mình nghe nó để mình nó có cái gì để nó nói cái gì mà nó quan trọng để có người coi, mình ráng không được 5 phút nữa, 5 phút đó là mà trời mà ngồi mình cười chết mình luôn, mà nó nói giống như là đúng là cái con mà bà tám ở không có làm gì mà để nói chuyện khùng điên, nói chuyện mà tào lao, khi mà nó nói dốc nói mà nói xạo nói mà kiểu như không có chuyện để nói. Thường thường mấy bà tám ở vùng quê vô nhà này nói xạo bà kia chê bà nọ đó, rồi nói tùm lum tùm la, trước khi mở miệng lên chê ông Hồ Chí Minh đi lịch sử đi, coi lịch sử đi, nó nói nó biết nó coi lịch sử nước ngoài. Mày có biết con khùng đó có biết tiếng Pháp không, biết tiếng tiếng Đức không, mà lên nói dịch nói tiếng Anh nó biết không, xong rồi biết nhiều thứ tiếng quá vậy. Tại vì nó nói là tôi đi lên đó tôi thấy là lịch sử của Pháp, lịch sử của Đức, lịch sử của Anh, tôi đọc hết tôi mới biết là ông Hồ Chí Minh là giả. Mày có khùng không, mày biết tiếng Pháp không mà mày lên mày bạc mày nói. Còn những người nào ở bên Pháp hả, là lo cái học lịch sử của Pháp trước đi hả, mở miệng lên hả nói. Mà nó hôm nay mình tức cũng chào tức quá trời, có nói mà nói mình á, nói hả thì cái tao qua bên Pháp nha, cái con khùng mấy người khùng khùng lên trên YouTube nói ha, tao không có làm đĩ bên Pháp đâu, nói trước rồi đó. Thứ nhất tao không có làm đĩ đó, nói tự nhiên nó riêng mày mày đó ai cũng biết tao, xong rồi tự nhiên đi ra đó nói tao làm đĩ ha. Còn tao đã qua 40 mấy tuổi rồi, tao không phải con khùng đâu, không phải còn trẻ đâu mà lại làm đĩ ha. Thứ hai nữa là tao khi tao nói chuyện với Duy Nguyễn này á, là không phải là tao lấy thấy là người lịch sự người nói chuyện đàng hoàng tao mới lên tao ngồi tao coi tao mới lấy tao mới nói chuyện, chứ không tự nhiên mà nói tao á, tao thì thằng Duy trẻ này tao muốn là nó muốn làm đĩ để nó tao muốn theo dõi nó, không có đâu nha, đừng có nói bậy bạ vậy. Còn mở miệng lên hỏi là chửi cho chửi, mà hôm nay chửi là tại chưa có trả lời đó, nhưng mà tại mình thấy nó nói cái câu nhiều cái hôm nay xin lỗi em nha, hôm Ủa nay ai chị đi mà mà ai nói chị vậy? Ai 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 nói chị vậy? trên YouTube Trên á, YouTube hả?
À, ôi sao mấy đúng đó. rồi tào lao kia Không, mà nó nói tào lao thì cái mẹ đó thì chị cũng trả lời. Nhưng mà con cái á, là nói một cái vụ mà lịch sử của trước khi chửi người ta, nói chị không biết gì hết, chị bị đặt chính trị, nhỏ mới qua Pháp, mới qua Pháp không biết gì hết trơn á, là nói chị vậy đó. Còn nói bị đặt, nói nói cái vụ lần đó không, mà lần đó chị nói cái vụ giờ ông bà trên tay chị ha, chị nói cái vụ đó, nó nói chị là trong ổng bà chết, thì trong ổng bà chết nó là chị, ngày hôm nay á chị có ngồi ở đây là chị về Việt Nam lâu lắm rồi ha. Thứ nhất á, là chị về lâu rồi, chị về nhà chị ngồi chị đợi ổng bà chết thôi, không có cần vụ đó. Mà chị ở đây á là lý do tại vì ổng bà mới chị ở lại ha. Mọi người nói là chị ham tiền á, không có, là đợi ông già tay chết thì đi lấy tiền đó, nói không có đúng, cũng không đúng nữa. Nói chung là chị lên chị chửi đã, chị tức mấy mấy lần rồi, chị tức mà nó chửi mình mà mình không lên tiếng thì nó nói mình kiểu như là xạo tụi nó mà không hay xem nó. Mà chị nói là nói mà nói có cái câu mà để có cái gì trong đó để hay để cho người ta nghe, nhưng mà ngồi mà chửi không á là không có phải, ngồi chửi không là không có phải. Tại vì nếu mà muốn 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 nói cái gì để cho người ta tin tưởng hay thì viết chữ đi. Ừ, cái mày ở đâu, tại sao mày nói vậy, mày hồi tới hồi nào mà mày biết cái chuyện gì vậy vậy. Ở lúc đó chị trả lời. Còn như tự nhiên cái thì luật sư Sơn à, chồng gì hỏi nói chuyện dài lao sùm không mà bực cái mà nó nói mình nó nói chị ở không biết gì hết trơn mà lên nói tầm bậy tầm bạ, chị đâu có nói gì đâu. Còn nó nói mà luật cơ pháp, mà luật cơ pháp mày lên trên đó nó nói là luật không đúng, mày lên trên đó mày coi đi, luật pháp nó viết sẵn luôn, nó đâu có gì, đâu có nói gì xạo gì đâu, nó để sẵn lên chứ. Mà cứ đọc, biết tiếng Pháp thì lên nó đọc đi, còn nói chê nó không biết thì lên nó đọc xót rồi rồi nói nè bà nói vậy đó không đúng, tôi coi vậy 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 đó đó. Thì lúc đó thì con ấy, còn chị đó trước đó khi chị lên chị nói cái luật pháp nó nhiều lắm, mình chỉ nói mình nói vậy thôi, nhưng mà ai ai đụng vô đó rồi mới biết được, không đụng vô không biết đâu. Cho nên là chị không có kéo dài, tại nó nhiều thứ lắm, mình không có cắt nhiễu, nó dài dòng lắm. Còn mà lên nó chẳng biết cái gì chứ, mà cái con Gini trận á, cái con Gini này á, giờ hỏi nó cái câu tổng thống á, ông tổng thống nước Áo này là người nào, đi rồi hả, lên miệng lên nói, mà nó nói nó là nhà báo tư nhân, không phải nhà báo gì tự do, mở miệng lên nói là nhà báo tự do mà tụi Pháp, tụi nước Áo này nó biết được hả, nó cũng vô cho nó phạt, nó vô tù có giấy tờ mà tự do, nó giấy tờ chứ. Lên tự nhiên nó lên nó nói, nó kêu người ta Việt Nam nó ai đâu có ai dám dám mở miệng lên. Tại cái nước Áo này là cái nước mà nó kỳ thị nhất nước cái Âu Châu này nè. Mà thường thường á, ở đây chị ở đây nè, chị cũng phải cẩn thận nữa nè, chạy nước Áo chị cẩn thận, mà chị dùng là dùng miền Nam á, chị ở là chị ở miền Nam, ở đây nó rất là miền Nam, nó rất là tự do, nó khác hơn ở Vin, nó là ở Vin nó còn đặc biệt hơn là ở đây nữa nè. Tại vì coi là ít le nè, nó đẻ ở đây mà, cho nên là những cái thời gian mà cái đánh giặc đó nó còn 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 mới mới lắm, người ta cũng còn còn cẩn thận lắm. Nói chung là nói chung là chị bực là nó chửi chị, nó nói chị không biết gì hết trơn, mới qua Pháp Chị hả. mới nói kỳ thị cái gì? Chị nó kỳ thị người nước ngoài em, nó kỳ thị mấy người nước ngoài lắm. Nó không có em giống như là con chị đi học, nó kiếm chuyện đủ thứ hết trơn, nó đủ thứ chứ. Như thế này mà đi tìm việc nó cũng hơi khó rồi, nó hay chê mình đi ra đường, nó cũng hay nhìn mà hay 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 để ý chuyện tỷ, nó không thích mình là nó có nó từ chối nhẹ nhàng nhẹ nhàng, nó không có, nó không nói chuyện mình, nó không có ý. Mà thường thường mình dùng miền Nam á là nó cởi mở lắm, nó giống nó dễ sống lắm. Mà cái mà nó vậy mà mình thấy rõ ràng là nó kỳ thị hơn Pháp nhiều rồi. Hồi lúc mà chị qua đây là chị đã thấy trên báo nó đã để lên ở nước Áo cẩn thận, nó rất là kỳ thị, nó là nó nhiều cộng sản lắm. Là nó nói lên rồi chị cùng mình, nhưng mà mình thôi, mình nói ở Âu Châu nó không đến đổi mà tệ cỡ nào đâu, nhưng mà mình cũng biết, tại vì chồng chị nước da hơi ngăm ngăm á, là nó nhìn nó thấy cẩn thận, mới nói con chị đi học cũng vậy, tại vì nó người nó cũng nó giống, nó cứ nó suốt ngày nói là con chị người Tàu không, mấy đứa nó về nhà nó khóc hoài, chứ nói không có sao, cứ nói là nó không phải là người Tàu, mình là người Việt Nam đi, nói vậy đi, cứ trả lời nói vậy đi, là ở nước Áo là vậy á. Cho nên cái con khùng đó nó không biết lịch sử của nước Áo như thế nào mà nó ngồi đó nói chuyện ba trời ba nhán, nó rồi
mà nó nhất mà nó nói nhất là mấy cái ông qua hồ, nó về ông qua hồ là chị thấy ngứa mặt nhiều nhất, mà ông qua hồ chị không biết nhiều, chị chỉ nghe tin tức của bên Pháp thôi. Như lịch sử nhiều khi cứ mỗi năm á, nó lâu lâu cái nó ra một cái phim mà để nó nói chuyện về Việt Nam thôi, lâu lâu vậy là nó có một cái gì đó rồi chị mới biết nhiều thôi. Với lại bên ông bà gia đình Tây chị, nó ổng kêu gia đình hồi xưa đó có nhiều người đi Việt Nam á, sống ở bên đó đó. Ổng bả có một lần đó, ổng bả đưa, nói chung ở nhà chị còn mấy cái đồ cũ xưa của như là gia đình của ổng bả đi sống ở bên Việt Nam, rồi cầm về lúc mà là giặt xong rồi đó, cầm về giữ lại đó, chị trà về nhà chị còn nữa đó. Nhà chị còn nó đó, mấy ông tượng Phật này nọ đó cũng nhà cũng còn giữ đó, mấy cái đó nữa đó. Cho nên là lúc đó chị mới biết được, nói chung là mấy cái gia đình chị thì nói về Việt Nam thì tại vì biết người già già không, mà ông bả tám mấy tuổi rồi, lớn rồi, cho nên mấy cái chuyện đó ông bả rành về Việt Nam mà rành rồi, chỉ là hồi xưa người ta đi lính này nọ đó chị mới biết thôi. Nhưng mà nói chung á, chị mượn qua cái của em để chị xả cái tức mấy ngày nay thôi, không có gì hết. Chị mới nói làm sao mà làm cho cái miệng cái con nó ngậm lại để cho người ta mở mắt mở mạng lên một chút, cái đầu óc nó để cho nó thông minh một tí xíu thôi. Trời ơi, mà cái nước người nước ngoài vậy mà ở nước nông châu mà mấy con nhỏ đó thì mấy con trẻ trâu nó nghe người mà em có suy nghĩ có ăn nó học không, mà mình nói mà có một cái mà chị nói là người Việt Nam mà nói thiếu thốn học hành đó thì mình không có tức đi. Mà dân mà tổn là những cái người nghe, mà những người mấy em ở nước ngoài em tức là tức ở nước ngoài, nó có khí học, nó có đủ kiểu, nó đủ điều kiện nó đi tìm hiểu, nó đủ điều kiện nó để nấy, mà tại sao nó không nghe những cái tự nó lấy cuốn sách nó đọc mà tự đi tìm kiếm những cái lịch sử đó, những cái chuyện gì mà nó nói mấy đêm nó đi mà nó, em nói hỏi em là mà cái đứa mà 10 tuổi thì nó cũng không có thể tin nổi năm 1930 Photoshop đâu mà có, mà đi nó làm mấy người đó làm cái đầu của ông Hồ Chí Minh lại, làm Photoshop lại. Em thời đó mà em tưởng tượng là Photoshop đâu mà nó ra nó đem nó đi mới giả mạng ra, là em sẽ xóa cái mặt em lại và em làm lại cái hình của ông Hồ Chí Minh lại. Mà em hỏi em vậy mà có người nghe đó mà vậy mới nói chuẩn, em thấy tức không? Mà cái người mới là chỉ nói là những cái người Mỹ nè, người Úc là người Âu Châu nè, mà cái những cái người Đan Mạch, Na Uy, đủ thứ nước hết trơn á. Chị coi đó, chị coi lại thôi, chị đâu có coi thẳng đâu. Có mấy hai cái ba cái chị coi thẳng mà chơi 5 phút chị chịu hết nổi, tắt mẹ luôn. Tại vì nó trời ơi, mà nó nói gì đâu, mà nó nói gì sao, mà chỉ cũng có người nghe, mà mấy cứ 200 ba người nghe mà nó khùng, mà chứ nó trời ơi, đâu mà điên. Mà nói mình nói tức mấy người Việt Nam nó coi vậy, mà thực trẻ nó coi nó không hiểu thì mình nói tội nghiệp tụi nó không biết gì ở nước ngoài. Còn này là dân toàn ở nước ngoài không mà. Mà nghe những cái chuyện tào lao gì á, ở nó có biết là nước Pháp là cái nước Pháp á, là cái nước mà cái người ta quý trọng nhất là cái hung á, cái hung mà em đi chợ em gặp ai á em hay hung vậy nè. Mình không hung là mình mất lịch sự. Mà em biết ông Hồ Chí Minh ông ở bên Pháp bao nhiêu năm? Ông ở bên Pháp gần 30-40 năm gì bên Pháp. Giống như chị gì ở bên Pháp thì nó cái thời gian vậy, mà làm sao ổng không học những cái cuộc sống của bên Pháp. Thì tất nhiên ông gặp là ông hung là cái tại chuyện hồi xưa nó còn nhiều hơn bây giờ nữa. Cái hung rất là quan trọng. Mà nó nói ông này á, coi kìa, nó hung luôn con nít luôn, mà nó có biết là cái lịch sử của Pháp là như thế nào không? Mà cái hình mấy cái hình đó là toàn mấy mà ông này bởi vì nó mới nói mà bởi vì mấy người đó nó nói ông này văn quá ha. Đó, mà người nước ngoài em tưởng tượng đi. Mà nó nói câu đó mà chị mới tức là chị nói những người ba que làm ơn làm phước mở mắt ra đi, trời ơi cái thế giới này nó bự lắm. Nó không có nhỏ chút tiếng mà teo đâu. Chỉ có mình của Jenny hoặc Lisa hoặc là mấy người ngồi chửi không đâu. Cái người thế giới nó bự lắm. Người ta nói là thường Tây nó nói là cái nhà của mày nó xanh quanh cái người ta ở xanh quanh nó có cái làng nó cái thành phố là thành phố nó cái nước cái người nước khác rồi ra một cái thành qua một cái trái đất nó có một cái khác nữa để coi nữa nhìn nữa tới ngôi sao mình nhìn xa chứ không phải mà có chút tí mà teo đâu. Trời ơi thiếu mà chỉ nói bao que lại mở mắt giùm nói chung là mở mắt giùm cho mọi người là kiểu như người chị
đi lên YouTube á, coi mấy cái video mà tụi Tây á nó về về Việt Nam nó thăm nước của mình, nó khen cái nước của mình như thế nào đi, rồi hả chê nước của mình. Mình chị ngồi chị coi, chị nói chị đưa cho chồng chị coi, trời Tây nè, thấy không? Nó lên nó thấy hả? Nó thấy cái nước mình hả? Nghèo khổ gì không biết, nó cái thấy nào mà lạ là nó chụp, nó khen, nó nói đủ kiểu hết trơn, nó ăn, nó mừng, nó không bao giờ nó chê có gì hết trơn. Nó không bao giờ nó nói nó dơ thì nó dơ, nó không có nói dơ quá ta không đụng tới đâu. Hả? Nó cứ cái này phải cẩn thận, cái này nhiều khi nước người ta quen, ta ăn ta quen rồi, mình ăn không quen mình cẩn thận ăn cái đó, nó không bao giờ nó nói một cái gì hết trơn. Không bao giờ nó nói, mình đi mấy người mình ở người là cái người của mình về đó có hỏi cái chê này chê nọ. Về nó hả? Nó có lịch sự đó. Ông cảnh sát nào nói nó cái gì là nó bỏ camera, nó không thâu nó, nó cắt nghĩa tao không có quyền vậy thôi. Nó không có nói ông này là cộng sản, là ông này là ông là người cộng sản với nước cộng sản, mình không có quyền là mình không có quay gì, nó không có chê. Lịch sự, nó là một cái người nước ngoài đi vô nó nói cái đó là cái luật của đó, cái nước của người ta mình phải theo, mà tụi nó ở cái nước ngoài nó cũng theo cái luật của người ta vậy, mà tại sao nó về Việt Nam nó chê? Cái luật nước nào mình ở nước đó mình theo cái nước, cái luật đó nhiều cái luật nó cũng ám ảnh lắm chứ bộ. Mình sống ở đây, mình nước sống nước ngoài mình có cái một cái đặc biệt của nó. Họ là về Việt Nam chê mà chê, chị nói đúng rồi, nói tới về Việt Nam chê. Chị nói hả? Chị không dám về Việt Nam hả? Chị nói hả? Chị dám về Việt Nam chị ở luôn. Bạn chị nhiều người về Việt Nam ở luôn lắm. Tại chị không, lần đó lần đầu tiên chị không nói, tại vì cái sống của mình mà đâu có thể mình ngồi mình kể hết nguyên cái đời của mình đâu. Biết bao nhiêu người bạn của chị ở về Việt Nam sống nhiều lắm. Chị nói là cái thằng mà bữa đó nó làm giấy để hợp đồng mua xe máy bay đó, đó bữa đó là nó hiện tại nó ở Thủ Đức, mà nó ở sống bên đây, nó cùng một lượt với chồng chị là hồi lúc nó mới có 3-4 tuổi gì đó, đã giờ nó về Việt Nam, con nó là vợ Tây, con nó về đó nó học trường, nó chấp chấp gì đâu mà chị biết nhiều lắm, cũng ở nhiều người về Việt Nam, Hà Nội, ở nhà Hà Nội nữa chứ nó không phải đâu, trời Tây nữa, nhiều người á, các ông cái bà mà kế đây mới nói vậy là cái bà nói nguyên cái gia đình người Đức mới đi qua về Việt Nam sống luôn nè. Đó, đâu có một cái gì đâu mà nó là đố chị à. Mày không cái thời không có thể nào tao đố mày cũng về Việt Nam mày sống nổi đâu. Bất mới gì không sống nổi, nước nào sống nổi? Ta sống được mình tại sao mình sống được? Tại sao mình sống không được? Đó, tại sao mình sống không được? Cái tụi nó về Việt Nam nó không có, người ta không cho nó vô, tại nó ngồi chửi suốt ngày, chửi nước người ta không sai, ta cho nó vô làm gì? Hả, nó bỏ cái nước của nó rồi, nó chê cái nước của nó rồi, mình sao ai mà ngu vậy, tự nhiên mà chê cái nhà của người ta, tự nhiên ngồi chê, ai mà chủ nhà nào mà cho nó vô nhà thì tất nhiên nó không quyền, cho nên nó ngồi nó nói vậy, đố mày, tao đâu làm gì cái nước của Việt Nam đâu mà tại sao tao cấm tao vô, mà tại sao tao phải, tao không có quyền tao về đó. Ê, tự nhiên nó nói vậy, nói chị là mày không có thể nào mày về Việt Nam được, mày sống, tao đố mày về Việt Nam, mày chẳng có tiền đâu, mày nghèo quá, mày mới qua Pháp mày chẳng biết cái gì, mày ở Pháp sao mày biết được tao là tao không có mới qua Pháp, mày có sống kế nhà tao đâu rồi mày biết. Lên nó tát lên, nó nói đủ kiểu hết trơn. Chị cảm ơn cho cái bạn nào đó, Tân Nguyễn gì đó, trả lời giùm chị, nói không nói như vậy nha, chị này chị yêu nước cứ binh chị. Chị cảm ơn mấy Tân Nguyễn, chị cảm ơn mỗi lần cái trả lời giùm chị, cái chị này, cái chị này vậy, cảm ơn, rất là cảm ơn những người đó hả. Chị nói nhiều là chị mượn cái của em, chị trả lời nhiều thôi. Cảm ơn em nhiều. Với lại cái vụ Facebook, cái Facebook của em á, em mở lại, em tắt đi, giống như em tắt để kiểu như là em mở tắt đi rồi mở lại vậy đó, bằng giống như em tắt, em đợi nó 2 ngày vậy đó, cái em mở lại là tự nhiên nó sẽ like, cái cho em like lại, tại nó cho em mà em không biết á, nó cho em rồi mà em không biết á, lâu thường thường là nó, em phải tắt lại, em lại nó muốn coi em á là cái máy hay là cái người, là người anh sau lưng hay là cái máy, tại vì cái đó là toàn automatic không à. Em phải mở lại em coi lại coi gì. Vậy là tội nghiệp em, chắc không mấy ngày sau chắc nó lên nó chửi em tiếp tục rồi. Chắc là lên chửi em, nhưng mà chị nghĩ em quen rồi. Xin lỗi, không có chào hỏi với mọi người đây, không có chào hỏi vậy. Rồi bữa nào lên tức lên xã nữa. Bữa nào tức lên xã nữa, nhưng mà xã nhiều không tốt. Không tốt cho mọi người đâu. Ai tức cho không sao đâu. Tức hôm nay mà, nhưng mà chị là người lịch sử chứ không có chửi bậy bạ đâu ha. Em cũng đừng có lo là kiểu như là chị không bao giờ chị nói tục tiểu hoặc là cái gì, tại mình miệng mình không có quen mấy cái vụ đó, không có giống như là tụi ba que lên cái là định mẹ định nạt chơi cái đó, chị không biết chửi mấy cái vụ đó, là coi nhiêu xả cho em vô để cho em đi ngủ.
Để cho em đi ngủ. Với lại chị mới thấy gì ở Việt Nam lúc này mưa quá, tội nghiệp mọi người quá. Mưa mà Mưa năm nào ở cũng Việt vậy đâu Nam. chị, đó biết rồi. Chị Ở Việt quen hả? Nam mình mưa nhiều Chị mà. chị thấy ở Việt Nam mà mấy mấy ngày nay thấy mưa quá chừng là nóng, mấy ngày trước thì nóng, tự nhiên giờ mưa lên quá chừng thấy ngập rồi, tội nghiệp mấy người đó, xe cộ con cái đi học này blum la thì thấy tội quá. Ugistan, Ugistan sao chứ?